Vâng, đây là một sản phẩm rất là ngon. Các bác nào chốt thì nhanh tay nha. Để em giới thiệu và cho các bác biết được cái con Pioneer. Con đầu đét nha các bác, đầu đét nhưng mà nó tích hợp con giải mã DAC. Rất là hiếm mà một con đầu đét mà tích hợp giải mã DAC. Không cần mồi nha các bác, đây. Và con này còn rất là đẹp nha các bác. Mới tinh còn kinh, nó chạy 3 đầu từ. Đây. Các bác có thể về và có thể là thâu phát, có thể nghe đầu cassette, bài cassette như thế này. Còn nếu không nghe thì chúng ta để nó lại và dùng nó làm giải mã DAC. Đây, nó hai có hai cổng đường tiếng optical vào nha các bác. Các bác chọn vào đường này, bấm input này. Này, bấm 1 nhận đấy. Đấy, các bác thấy không? Chúng ta chỉ cần là bấm nút digital input này, em đang kết nối phía sau và xuống âm ly. Đấy. Hãy lát bài nha các bác. Nét vài. Đấy. Chắc là ngon nha các bác. Giá con này là chỉ có 6.500.000 thôi. Nó mèo vàng gold, rất là mới nha các bác, của Pioneer TD7. 6.500.000, vừa làm đầu đét mà đặc biệt nó là chạy 3 đầu từ nha các bác. Chạy ra 3 đầu từ. Chạy có D, chạy hai chip máy giải mã DAC. Hay mé rất là mới nha các bác. Cực kỳ là sang trọng nha. 6.500.000 vừa sắm được một con đầu đét, vừa trưng bày, vừa nghe bên cassette, vừa thể hiện những bản nhạc 75, vừa có thể tích hợp làm giải mã DAC. Đấy, em đang chạy giải mã DAC cho các bác nghe đấy. Rồi, bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em nha. Giá 6.500.000, bao ship toàn quốc cho các bác nha. Đây, bật qua digital 2 là em không có kết nối digital 2 nha các bác, nó hai đường vào. Đây, là nút so bấm vào 1 này. Đấy. Các bác thấy không? Rất là tiện nha. Không cần mồi nha các bác. Đây này, em bấm RAM vô này. Đấy, cắt các bạn đi. Đấy. Ok. Đấy. Đấy, không ảnh hưởng gì tới phần DAC nha bác. Rất là tuyệt vời nha. Máy cực kỳ đẹp. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.